Chú Sĩ ơi, cái mã này là thế nào, có phải bên nhà mình không? Không phải. Thử bé át ra anh đi anh biết. Hả? Đây, dãy này là của nhà mình hết này. Đây ngồi này là anh Phương Di về năm kia. Bà cô 6. Cần 150 này. Dạ, đấy này, mẹ chú Thi đấy. Ờ, mẹ chú Thi. Ông Ngô là đéo hải. Sao lại không phải? Ông Ngô là bà. Bà Hồi là đẻ là chú Thi. Chả biết anh nào để ám khỏe. Thì đây là như là cái chim, trông như cái chim chẳng hạn, kia là hột đá. Khả năng như thế, khả năng cảm như đó. Thế. Thì cái chim này là đẻ khỏe thế, nó cần gì nữa. Cái này mã của Trịnh Tháp đây đoàn chả biết này. Cứ cắm ở đấy chứ chả biết với không. Cứ cắm là được. Cái này do tâm, không có gì. Kìa, còn cái kia nhà ông Tuất cũng. Còn bên này nhà Tuất Mọc. Ô đi, thắp hương đi. Đi ra kia để. Tới đây cũng phải ý kiến như thế là thống nhất. Là như là nếu tôi quên qua nhá. Mà anh Phương phải gì? Riêng về hương này cũng thế. Chỉ cần một ông sắm, ông trưởng sắm. Chứ không phải mỗi người một ấy. Tất nhiên là do tâm. Ủa đem hương đi nó vui gì? Cái đấy không cần ông trưởng phải sắm. Mỗi người mỗi đi mà các cụ đem hương đi nó cảm thấy nó vui. Chú Lộc đang làm cái ngôi nào này? Không biết em cứ làm hết đây. À thế á? Cứ làm thì nó khác có lọc thì sao mà làm với cụ phải phù hộ các bác ấy. Không năm phù hộ cho em nhưng phù hộ cho ông Thanh. Thật. Ông Thanh nhiều quá. Đúng rồi. Ông Thanh giờ là phù hộ cho ông Bình, ông Thanh giờ không cần phù hộ nữa. Thôi cứ phù hộ chung. Ông Thanh giờ không cần phù hộ nữa. Ông Thanh ở dưới đấy giờ là người phù hộ rồi.
các cụ cứ họp thằng nào là phù hộ thằng đấy. Thằng đấy. Ừ. Bà nào mời các cụ khéo mồm nữa cụ về là động cố. Đôi khi kéo còn đùa đôi khi kéo. Kéo. Dạ. À, anh em thấy vừa đi lên kia sốt ngồi xe ở thơm đi rồi. Bà Thu thì đang ngồi bà Vân. Không. Đi mà em hôm nay bà xem thấy cho nó trẻ dài. Các muốn vui các muốn cái gì đâu mà năm là cũng đi độc tôi là không đi vui à. Đấy. Đó là đối duyên đấy không? Nói thì không có ý như thế nhưng mà tức tức bố. Chuyện họ cũng sẽ thấy không biết. Duyên nói anh đi thật chắc. Anh này kia vừa rồi nói như là xin chú Nam anh đi thật chắc với thầy. Giáp với Nguyên. Giáp với thằng Nguyên. Bọn em thì chiều được. Giáp Nguyên thì con nhà Dương, con nhà Năm thì tôi chịu. Dương Nguyên. Hai thằng là bé tuổi. Ừ. Thì giờ đang quay lại chỗ ở Nguyên. Chúng ta khóa cái quả với vợ đông. Rộng nhưng tuổi cũng sai còn bé hơn. Đấy, bác đi chú không đi chú đạo nhỉ. Thank you.
hỏi. Thế con, thế thì để ông để bảo mẹ để đưa vào trong quần của cái ướt để đưa vào máy giặt. Mình giờ sống đã đi làm gì đấy làm gì đâu, cái việc không nhà nhà Phương ở đây là bác thấy là thật giả nhất đấy, hai cái người thành người kia này bác thấy là thấy các cháu các đứa cái đối với nhà bác Thanh là cháu không thấy một cái là nó là thành hiếm lạ nhưng mà kiểu sắc không ra mâm rõ ràng thì sẽ nhóc rất là vui vẻ thì cái hốt mình khó á tính là chú cháu đang với nhà này này. Thế ấy đâu rồi? Thank you.